Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube Học Tiếng Anh cùng với Nguyễn Đình Đang. Và trong cái kênh này thì chúng ta lại tiếp tục học tiếp về các cái âm short trong tổng số những cái âm, bốn bốn âm trong ASD. Và các bạn thân mến, chúng ta cần phải làm các bài tập thường xuyên để chúng ta có thể ghi nhớ được cái ký hiệu và cái cách đọc của nó như thế nào. Và trong video này thì tôi muốn chia sẻ với các bạn cái âm số 5 trong cái phần cái âm short, đúng không ạ? Chính là chúng ta thấy đó là cái âm short U sound, đúng chưa? Và cái âm hôm trước chúng ta được học là cái âm short O rồi, là âm số 4. Và bây giờ chúng ta học cái âm short U sound là cái âm số 5. Thì cái âm short U sound này thì như tất cả các anh chị và các bạn chúng ta thấy là gì ạ? Chúng ta đọc giống chữ gì ạ? Là ua, và ký hiệu là hai cái letter O này và có cái dấu móc ở trên đầu, và chúng ta đọc là ua trong tiếng Việt. Ua trong tiếng Việt, được chưa? Chẳng hạn chúng ta đã đánh vần những cái chữ này như sau. Nhiều bạn đọc cái chữ này thì chúng ta đọc thành cái chữ búp, thì nó bị chạy cái âm sang cái âm long u. Bây giờ chúng ta đọc lại, đọc là ua, đọc là book, book, đúng rồi, book, rất là chính xác. Nhớ là đọc là ua nhá, đi liền với nhau hai cái chữ này nữa này, chúng ta cùng đọc theo nhá. À, gì ạ? Chúng ta có là cơm short u và đọc là ua, thì các bạn đừng đọc nó thành cái chữ cúc, được chưa? Mà chúng ta đọc là ua này, cook, 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 đúng rồi, nhớ là ua nha, nó không khó đâu các bạn ạ, cứ đọc theo đi, dần dần các bạn luyện tập thì các bạn sẽ đọc được thôi, nhớ nhá. Nào, hai cái chữ này chúng ta không đọc thành chữ good, đúng chưa? Good thì nó bị sai, nó bị chạy cái âm rồi, thì các bạn đọc lại, các bạn đọc là cái âm short u, đọc là ua, chúng ta đọc là good, good, đúng chưa? Good, rất là dễ nhá, các bạn cứ đọc theo tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa những cái từ này, được không nào? Nào, chúng ta đọc này, nhớ là short u đọc là ua, ua trong tiếng Việt nhá. Và mình đọc này, book, book, ok, hay là cook, cook, và good, good, rất là hay đúng không? Rất là dễ. Thì các bạn và tất cả các bạn, chúng ta hãy kiên trì, chúng ta hãy kiên trì luyện tập nó. Nó không khó một chút nào đâu. Tôi tin rằng khi mà các bạn luyện tập thì các bạn sẽ đọc được bất kỳ một cái từ nào trong tiếng Anh. Sắp xong rồi các bạn hãy nghe tôi. Và cái gì ạ? Chúng ta cần phải rất là quan trọng những cái âm long và âm short này, bởi vì khi mà các anh chị và chúng ta luyện tập càng nhiều những cái âm long và âm short này, chúng ta sau này chúng ta sẽ càng nhàn hơn, càng dễ học hơn, đúng chưa? Và mỗi một video sẽ rất là ngắn thôi, giúp cho các bạn là dễ nhớ, đúng không ạ? Và nếu như các bạn thấy rằng cái video này nó đang hữu ích và giúp cho các bạn dễ học hơn so với những cái cách mà trước đây các bạn đã từng học, thì các bạn có thể là chia sẻ cái video này cho nhiều người hơn nữa để họ có thể rút ngắn cái thời gian học tốt hơn. Và các bạn có thể subscribe cái kênh Nguyễn Đình Đang Official để các bạn liên tục là những người được nhận những cái video sớm nhất của Đang. Xin cảm ơn tất cả các bạn đang xem video này, và chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ học tiến bộ và giỏi tiếng Anh một cách rất là dễ dàng. Xin chào và hẹn gặp lại.